cô gà đang sắc tập đi đâu vậy trong mùa Tết này đúng không các bạn ơi? Thì các bạn đoán đúng rồi đó, mình đang đi về nhà ăn Tết. Đúng rồi, về nhà ăn Tết. Mày về đâu? Tao về Huế, còn mày về đâu? Tao về Hà Nội, còn dắt về đâu? Con dắt về đó. Vĩnh Long. Wow, thì đó là dắt về Vĩnh Long hả? Ủa vậy hả? Còn chị Na Bi thì sao? Chị Na Bi thì sao? Chị ở thành phố Hồ Chí Minh. Wow, là khỏi về luôn. Ok, và đó chính là quê của tụi mình. Tôi ở Huế, dắt ở Vĩnh Long, Huy ở Hà Nội, còn chị Na Bi thì ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Nên là khỏi về. Còn các bạn thì quê ở đâu? Đừng quên comment bên dưới cho tôi biết với nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi về quê nào. Let's go, đi thôi. Về quê nào các bạn ơi, về quê ăn Tết. Tụi mình tới sân bay rồi. Đây chính là cái máy bay mà sẽ đưa tụi mình đi về quê này các bạn. Mọi người lên lên máy bay trước đi, máy bay trước đi. Được rồi, bây giờ tụi mình cũng lên thôi nào các bạn ơi. Let's go. Wow, cái khoang hành khách nó rộng quá trời luôn nè. Mọi người vô đây coi nè. Ôi, có phòng riêng nữa đúng không? Ôi, có một cái bàn ăn luôn nè. Có một cái bàn ăn rộng quá trời luôn nè các bạn. Còn đây là, ui, hình như đây là chỗ ngồi của tụi mình nè. Wow, các bạn ơi, cái này như là một khoang hạng, gọi là hạng business chứ các bạn, gọi là hạng thương gia đó. Nên là nhìn rất là rộng rãi luôn. Ôi, nhưng mà tôi nhớ là tụi mình đặt vé hả cùi bắp, mà sao kỳ vậy ta, máy bay này ngộ vậy ta? Ủa, chị nó bị quê đây còn bay đâu vậy? Ủa đúng rồi, chị nó bị ở thành phố Hồ Chí Minh rồi bay đi đâu vậy? À, chị về quê có tô gà chơi cho vui. Đúng rồi đó, Na Bi về Huế chung với tôi luôn. Xin mời quý hành khách hãy chọn chỗ ngồi để chúng tôi chuẩn bị cất cánh. Mọi người ơi, hình như chuẩn bị cất cánh rồi kìa. Chúng ta chọn chỗ ngồi, chọn chỗ ngồi đi. Được rồi, để tôi ngồi. Ôi, chắc tôi ngồi ở đây, tôi ngồi đây nha, tôi ngồi đây nha, tôi ngồi đây nha. Ủa, Huy nó ngồi đâu rõ ràng, nó vừa thấy nó ở sau. Ủa kìa, trời ơi, nó leo lên đây hồi nào vậy không biết luôn á. Trời đất ơi, thôi ngồi đâu cũng được anh em ơi, quan trọng là chúng ta chuẩn bị khởi hành rồi đó. Máy bay sẽ cất cánh trong 3, 2, 1 bay thôi. Ôi, máy bay bắt đầu khởi hành rồi kìa các bạn ơi. Wow, chuẩn bị bay lên rồi nè. Wow, nó bay lên rồi kìa, bay lên trên bầu trời và bay lên. Nó đang bay trên trời rồi nè các bạn ơi. Đảo rồi vậy, đảo rồi. Ủa, nhưng mà tôi thắc mắc là tại sao dắt với Huy cũng đi chung chuyến với tôi vậy? À, có về Hà Nội mà. Ủa đúng rồi, bây giờ Hà Nội. Vĩnh Long mà ta. Có lẽ nào chúng ta đang ở chuyến bay bị ám không tụi bay? Cái gì, chuyến bay bị ám hả? Trời đất ơi, thằng này nó lại nói xàm rồi. Mọi người hiểu ý tôi chứ? À, Hiểu. Chưa cái tội nói tâm bậy tâm bạ nè các bạn ơi. Thằng Huy hả, lúc nào tụi mình mà hả đi chơi cái gì nó cũng nói mấy cái chuyện mà xui rủi không các bạn. Khi nào cái máy bay này nó hạ cánh xuống an toàn rồi mình mới cho nó nói chuyện đúng không mọi người? Mọi người ủng hộ không? Hình như cái máy bay này cũng là do Huy nó chắc mình lên luôn á. Trời đất ơi, nó bao vậy là nhiều khi tụi mình đang bay lộn chuyến rồi đó các bạn ơi. Nhưng mà kệ, bây giờ cứ đáp xuống rồi tính sao các bạn ơi. Mọi người về vị trí ngồi hết đi mọi người ơi. Tôi nghĩ là chắc còn lâu nó mới đáp xuống nên là tụi mình chắc đánh ngủ một giấc đi anh em. Ok vậy, trời ơi, Huy nó kêu hoài, đừng kêu để người ta ngủ rồi. Thôi được rồi, mọi người ngủ ngon nha, tôi ngủ một giấc đây. Chị cũng vậy. Ha ha ha, xin chào những hành khách của ta. Ta chính là phi công trên chuyến bay này đây. Và ta muốn các ngươi biết rằng các ngươi đã lên nhầm chuyến bay rồi. Ha ha ha. Cái gì mà Huy nó la ồn ào vậy trời, đang ngủ mà Huy nấp đừng có kêu nữa coi. Hài nó cứ kêu hoài à mọi người ơi, trời ơi Huy nó bị gì vậy trời. Ôi, nó đi. Đúng rồi, tháo bịt miệng nó đi xem thử nó muốn nói cái gì. Các bạn đang ngủ mà cũng không yên nhá. Được rồi, để tháo ra nè, hãy cha. Sao, trời có chuyện ơi, gì? Tụi mình lên nhầm chuyến bay rồi đó mọi người ạ. Cái gì mà nhầm chuyến bay, trời ơi đừng có nói mấy cái chuyện xui rủi nữa. Rõ ràng là tụi mình lên hay nhầm thì xíu nữa thì ông phi công ông đáp mình xuống mình đi chuyến khác là được rồi. Trời ơi không, điều quan trọng là chúng ta đang trên chuyến bay bị cái gì chuyến bay bị ám. Trời đất ơi, tôi chắc chắn là thằng Huy nó lại nói chuyện xui này. Không có chuyện đó đâu, không có chuyện đó đâu. Mày rút lại lời nói đó đi. Trời ơi, hồi nãy mấy người đang ngủ thì tôi nghe được cái tivi nó đang nói vậy. Trời ơi, cái tivi này nó cái có nói gì đâu. Mày đang mơ ngủ rồi đó mong Huy nấp ơi. Trời ơi, tức thiệt chứ các bạn. Trời mày không tin thì mày lên gặp ông phi công rồi hỏi ổng thử đi. Được rồi, để lên hỏi cho mọi người bình tĩnh nha. Chú phi công ơi, cháu phi công ơi, làm ơn chú nói cho hả bạn của con biết là nó đang bị ảo tưởng đi chú ơi. Có chuyện gì cháu, chuyện gì đó? Chú nói cho tỉnh nó tỉnh coi. Trời ơi, lần là chú phi công này là một chú vô cùng bình thường. Và chuyến bay này là một chuyến bay bình thường đúng không chú phi công? Ờ đúng rồi, chuyến bay này có gì lạ đâu. Ai chưa, mày tin chưa Huy Nấp ơi? Mày phải là người tin tao đó Toga ơi. Trời đất ơi, có gì đâu, cái gì vậy? Uầy, cái gì vậy chú phi công? Sao chú phi công mắt đỏ quá vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, sao chú phi công bị bất
cái máy bay thì tự nhiên nó tối thui vậy. Ê, vậy nó có thiệt hả mọi người? Trời ơi, vậy là chuyến bay này là chuyến bay bị áp thiệt sao các bạn? Không, không thể nào, sao mà tụi mình xui như thế được. Tết tới rồi mà nó còn báo vậy trời. Bây giờ sao đây tôi gà ơi? Em cũng không biết nữa, được rồi mọi người bình tĩnh, mọi người hết sức bình tĩnh trở lại đi. Bây giờ chúng ta phải kiếm cách để dừng chuyến bay này lại, cũng như là hạ cánh nó xuống một cách an toàn. Nên là mọi người trời phải hết sức bình tĩnh nha. Có gì ăn không tôi gà? Trời ơi, bây giờ mày còn đói bụng nữa hả? Quan trọng là bây giờ chúng ta phải xuống cái máy bay này nè. Ủa, bị đập đầu mất tiêu rồi. Này có bánh nè. Cái gì bánh vậy? Ôi trời ơi, sao ở đây có mấy cái bánh vậy? Trời ơi, sao tự nhiên hồi nãy mình đâu. Ơi ơi, đừng có ăn, khoan, mọi người bình tĩnh. Mọi người phải nhớ. Trời ơi, cái này là máy bay bị áp mà, mọi người nhớ lại đây. Ủa sao tôi thấy này không giống bánh. Ôi, cái gì vậy? Trời ơi. Sao mấy cái bánh nó biến thành cái đầu lâu? Trời ơi, tôi nói mày rồi, đừng có đụng vô mấy cái trên này. Huy nó ơi, nó là ảo ảnh tôi đó. Trời ơi, vậy là chuyến bay này là một chuyến bay bị ám thật sự rồi các bạn. Giờ bây giờ phải làm sao mọi người bình tĩnh nha? Trời ơi, là tôi phải là người phải bình tĩnh đây trời. Trời ơi, tôi nghe không, mấy người phải bình tĩnh. Ok, tôi ok, cái máy bay này đáp xuống rồi. Vậy là chúng ta phải đợi tới 2 giờ máy bay nó đáp xuống là chúng ta sẽ xuống được sao? Ôi được rồi, tin chắc. Ok vậy. Ôi sao tự nhiên, ôi sao chỗ này nó báo động quá vậy mọi người? Ôi, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Ủa, chuyện gì đang xảy ra vậy? Máy bay đang bị tấn công bởi vật thể lạ. Cái gì? Máy bay đang bị tấn công bởi vật thể lạ? Ủa là sao? Là sao? Mọi người kiểm tra xem máy bay bị cái gì. Ủa mình thấy nó vẫn đang bay bình thường mà. Ta đâu kiểm tra đằng sau cái đuôi máy bay thử xem có chuyện gì không các bạn ơi. Mình đang bay phía cao trên cái đám mây luôn này các bạn ơi. Trời ơi, mọi người lùi lại bình tĩnh đi, mọi người có chuẩn bị rớt xuống. Nhưng mà quan trọng là máy bay chúng ta nó vẫn bay một cách rất là bình thường đúng không các bạn? Sao mọi người ơi, hình như tôi thấy có con gì nó như một vỏ sứ nó bay tới chúng ta vậy. Ôi, một con rồng sứ nó đang bay tới kìa. Chết rồi, giờ sao mọi người ơi, giờ sao đây? Chết rồi, nó đang bay tới kìa, nó bay sắp tới rồi. Trong ba lô mọi người có đem cái gì không? Có đem vũ khí gì không vậy? Có đem gì không vậy? Tao có đem bài khẩu súng nè. Ok. Trời ơi, đi dừng quay mà súng chi vậy? Trời đất ơi, đúng là đề phòng luôn chứ. Rồi được rồi mọi người, sử dụng cái súng này để bắn mấy cái con quái vật nó tới đây đi. Ok. Bay lên con, ôi, nó né kìa. Mày lên con. Ôi, bắn dính nó mà bay lên con rồng nè. Còn con nào ngon thì mày vô đây nữa đi nào vô. Ôi kìa vậy. Wow, nó vô thêm nữa kìa mọi người. Bắn nó. Mày này con, mày con. Ôi trời ơi, bây giờ mình sẽ cầm hai súng hai tay luôn các bạn để bắn cho nó sướng luôn. Mày này con. Ôi, bây giờ chính là hai con rồng nó đang bay tới chỗ của mình luôn kìa em ơi. Mọi người cố lên nha, nó đang tới kìa. Ôi, bắn nó đi, trời đất ơi, mấy con quái vật nó đang cố gắng nó tấn công máy bay của mình đó các bạn à. Cái gì mà đông quá trời vậy? Ôi, tụi nó lại tới nha kìa. Trời ơi, tụi nó là những con rồng bổ xương hay cái gì các bạn, tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà tại sao nó lại tấn công cái máy bay này của mình chứ bắn nó? Mày này con đang bay mà cũng không đi nha tụi nó nè. Trời ơi, mình tưởng là đi tàu là nguy hiểm rồi, bây giờ đi máy bay là mấy con quái vật nó cũng bay ra nó tấn công tụi mình luôn chứ các bạn ơi. Bắn nó đi anh em ơi. Hay đúng rồi, tiêu diệt cái lũ quái vật xấu xa này đi các bạn, để có một cái Tết thiệt là vui vẻ nào. Hình như là hết rồi đó mọi người ơi. Còn vài con nữa kìa. Còn con gì nữa? Ôi, con gì vậy? Lần này không phải là con rồng nữa, lần này là mấy cái bộ xương, nhưng mà là bộ xương người ơi. Trời đất ơi, mọi người ơi, đẩy nó xuống đi. Cái gì mà đông quá, mấy cái bộ xương nhưng mà lùi lại, nó đông quá, nó đang tấn công vô cái máy bay của mình rồi các bạn ơi. Các bạn nhìn kìa, đây chỉ là những bộ xương khổng lồ các bạn ơi. Nó còn ghê hơn những con rồng hồi nãy nữa. Mày đây con. Ui, chỉ còn hai con ơi. Mày nè. Trời ơi, gì mà đáng sợ quá vậy? Càng ngày tụi nó càng mạnh lên sao? Và tụi nó sẽ càng tấn công cái máy bay của mình để mình không thể đáp cái máy bay này xuống được đâu. Trời đất ơi, bây giờ tụi nó mạnh quá. Nên đổi súng đi nè. Ok vậy. Cái gì vậy? Sao mày đắp nhiều súng vậy? Cái này là súng gì? Ui, cái này là súng laser. Sao mày đắp có súng laser luôn vậy? Sao mày đem súng nhiều vậy? Trời, đề phòng thôi mà. Trời ơi, đề phòng dữ chưa? Đề phòng bị dữ vậy. Hy vọng là chúng ta có thể tiêu diệt tới nữa kìa. Cái gì? Quá, tụi nó lại tới được kìa. Đâu, mày này con, ôi, cái gì mà đông vậy? Mọi người ơi, lùi lại, mày này con, đừng cho nó lên, ôi, cái gì mà đông dữ vậy? Nó lên quá đông luôn kìa. Mày, tôi thay đạo một cái, trời ơi, nó bu vô cái máy bay của mình quá trời luôn các bạn ơi. Các bạn hãy cổ vũ cho tụi mình bằng cách comment bên dưới để mình tiêu diệt hết lũ quái vật xương này nha các bạn. Hãy cho. Wow. Trời ơi, công nhận là đợt này tụi nó vô đông đi chứ các bạn, tụi nó quyết tâm hạ tiêu gì cái máy bay của mình luôn hay gì á. Ôi, hình như chỉ còn cuối cùng nữa kìa. Mày nè. Woo. Yeah. Đánh bại được hết rồi anh em ơi. Tiêu diệt được hết quái vật rồi. Yeah. Đúng rồi, bảo vệ chị đã bị thành công.
rồi các bạn. Được rồi, còn cô nào ngon thì vô đây, tôi bắn hết, tôi xử hết, là tôi là đàn ông xịn sò mà. Ghê liền. Dám chữa tôi gà, con chùm cuối kìa tôi à, gà. Cái gì con chùm cuối? Cái gì vậy? Đó chỉ là bộ xương chùm cuối, trời ơi, đôi cánh nó bự quá vậy. Nhưng mà con mắt nó còn đỏ đây anh em, bắn nó đi, trời ơi, nó kìa. Đó chỉ là chùm cuối đó các bạn ơi. Các bạn có thể thấy cái thanh máu trên đầu là trời ơi, sao mà máu nó nhiều quá vậy các bạn ơi, bắn sao lại đây. Trời đất ơi, Huy ơi, sao tôi cảm thấy súng này nó không có xi nhê gì hết trơn vậy? Mày có súng nào mạnh hơn không vậy? Có súng nào khác mạnh hơn không? Huy đáp ơi, có súng nào... Có cái súng này nè, tôi gà ơi. Trời ơi, sao... Sao Huy nó đang nhiều súng bây giờ? Được rồi, để tôi thử coi. Trời ơi, súng này mạnh hơn. Mày nè, con... Ôi ơi, bắn ra, bắn ra, bắn ra. Mày này con, mày con. Lùi lại, lùi lại. Ôi ơi, lùi lại. Trời ơi, bắn ra. Mày, ôi ơi, đến chết rồi. Nó đang phá cho bay bay của mình kìa. Nó phá cho bay bay của mình kìa. Trời ơi, tôi gây đạn kìa. Đẩy nó lùi lại đi. Huy đó, mày bắn nó lùi lại. Đúng rồi, mày nè, mày nè con. Để tôi gọng cái băng nữa coi. Nó chỉ còn một xíu máu nữa thôi các bạn. Cố lên nào, cố lên. Trời ơi, cái máy bay của mình nó sắp bể gần hết rồi kìa. Trời ơi, cố lên nào. Nó còn một chút xíu máu thôi. Tôi sẽ kết liễu con quái vật này. Hai cha. Wow, đánh bại được nó rồi. Ui, nhưng mà cái máy bay của mình nó cũng tan tành luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi, không biết có sao. Ủa, cái gì sao lại báo động đỏ nữa rồi. Trời ơi, ui, cái gì? Cái gì? Hạ cánh khẩn cấp ba. Cái gì cơ là sao? Hình như máy bay nó đang hạ cánh khẩn cấp kìa mọi người ơi. Ôi ơi, đúng quá trời kìa. Ôi ơi ơi, máy bay nó đang bay xuống kìa các bạn. Nhưng mà sao tôi thấy cái chỗ mình đang bị đáp xuống nó quen quen vậy coi. Hình như đó là làng sinh tố ba ơi không. Ui da, tết máy bay rồi các bạn. Ủa, đàn ơi đâu, ôi cái gì? Ôi cái máy bay nó đâm xuống đâu đây? Ôi như đây là làng sinh tố mà mọi người. Trời ơi, vậy là mấy bữa giờ quay lại làng sinh tố rồi trời ơi. Không những không đi được về quê mà nó còn làm cái làng sinh tố nổ banh chành luôn. Vậy là chuyến này mình phải ở lại làng mình sửa làng rồi. Trời ơi, đúng là Huy bảo thiệt mà. Ok, thì cảm ơn tất cả các bạn xem video này. Các bạn xin quên quên lên một like, một subscribe, cũng chưa cho mọi người đồng sinh tố tim nha. Còn bây giờ thì các bạn ơi, ăn Tết vui vẻ nha mọi người. Và tôi cũng chúc các bạn, đúng rồi, phải về nhà ăn Tết cho mọi người. Chúc các bạn một buổi Tết vui vẻ. Bye bye. Bye bye.